Giá bán Honda CBR1000 RS RSB 2017 đầu tiên về Việt Nam. Honda CBR1000 RSB 2017, thành viên có công nghệ tiên tiến nhất trong dòng CBR, được trang bị bình xăng bằng titan giúp giảm 1,3 kg trọng lượng. Đồng thời, Honda CBR1000 RSB 2017 cũng là mẫu xe thương mại sản xuất đại trà đầu tiên trên thế giới được trang bị bình xăng bằng titan. Honda CBR1000 RSB 2017 sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.000 phân khối, sản sinh công suất tối đa gần 190 mã lực. Giá xe Honda CBR1000 RSB 2017 tại Việt Nam. Sau bản tiêu chuẩn, các nhà nhập khẩu tư nhân tại xe thành đã đưa về nước hai chiếc Honda CBR1000 RSV 2017 đầu tiên tại Việt Nam với giá bán tham khảo 729 triệu đồng. Vào cuối tháng 3 năm 2017, Shimoto Honda CBR1000 RR 2017 đầu tiên cập bến tại Việt Nam đã gây sự chú ý lớn trong giới biker Việt. Sau đó, hàng chục chiếc CBR1000 RR 2017 khác cũng xuất hiện nhưng đều thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Cũng chính vì thế mà một công ty nhập khẩu mô tô tư nhân quận Tân Bình đã mạnh dạn đưa về nước hai chiếc Honda CBR1000 RSB 2017 đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, đại diện công ty nhập khẩu mô tô này còn tiết lộ sẽ có hai chiếc CBR1000 RR 2017 thuộc phiên bản SP2 sẽ sớm được đưa về nước, và một trong số đó là khách hàng đã đặt cọc. Tuy nhiên, giá bán của chiếc Honda CBR1000 RR SP2 2017 không được tiết lộ. Bộ đôi Honda CBR1000 RR SP 2017 màu đỏ đỏ dáng cùng bản tiêu chuẩn màu đen nhám. Đánh giá xe Honda CBR1000 RR SP 2017. CBR1000 RR SP 2017 được trình làng trong triển lãm Intermode năm 2016 diễn ra ở thành phố Cologne, Đức. Tại đây, báo giới cũng như khách tham quan không chỉ có cơ hội ngắm nhìn Honda CBR1000 RR SP 2017 ngoài đời thực mà còn được nghe tiếng bô của siêu xe này. Đích thân ông Sato, trưởng dự án phát triển Honda CBR1000 RR SP 2017, đã lên sân khấu và nẹt bô cho mọi người xem. Hãng Honda tuyên bố CBR1000 RR SP 2017 là mẫu siêu mô tô nhẹ hơn, nhanh hơn và công nghệ cao hơn bất kỳ thành viên nào của dòng CBR trước đây. Honda CBR1000 RR SP 2017 được trang bị bộ khung cải tiến giúp giảm trọng lượng nhưng lại tăng độ rắn chắc. Bên cạnh đó là dàn áo của Honda CBR1000 RR SP 2017 được thu hẹp lại nhằm tăng thiết kế khí động học và cũng giúp giảm trọng lượng. Nằm ẩn bên trong dàn áo là bộ tản nhiệt có kích thước giảm 30mm. Honda CBR1000 RR SP 2017 còn được trang bị bình xăng bằng titan giúp giảm 1,3 kg trọng lượng. Đây cũng là mẫu siêu xe thương mại sản xuất đại trà đầu tiên trên thế giới được trang bị bình xăng bằng titan. Trái tim của Honda CBR1000 RR SP 2017 là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.000 phân khối, sản sinh công suất tối đa gần 190 mã lực, tăng 10 sức ngựa so với trước và qua đó xếp hàng ngang với các đối thủ như BMW S1000 RR và Aprilia RSV4 trong phân khúc siêu mô tô. So với trước đây, động cơ Honda CBR1000 RR SP 2017 có tỷ lệ nén tăng lên 13:01 và giới hạn vòng tua máy 13.000 vòng một phút. Không chỉ mạnh hơn, động cơ của Honda CBR1000 RR SP 2017 còn giúp giảm trọng lượng nhờ một số chi tiết bằng magie và titan. Ngoài ra, hãng Honda cũng dùng aqua lithium ion thay cho loại chì axit cũ để giảm trọng lượng. Đó là còn chưa kể đến thiết kế vành 5 chấu kép thay cho 6 chấu như trước của Honda CBR1000 RR SP 2017. Tất cả kết hợp lại giúp Honda CBR1000 RR SP 2017 có trọng lượng ước chỉ khoảng 195kg, giảm 15kg. Nếu chỉ giảm trọng lượng và tăng công suất, Honda CBR1000 RR SP 2017 vẫn chưa thể có ưu thế trước các đối thủ. Biết rõ điều đó, hãng Honda đã bổ sung hàng loạt công nghệ hiện đại cho CBR1000 RR SP 2017 như hệ thống kiểm soát lực bám 9 cấp lấy từ RC213VS, tính năng kiểm soát lực bốc đầu,
tính năng hạn chế trượt bánh sau, tính năng sang số nhanh, kiểm soát tình trạng nhấc bánh sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS khi ôm cua. Ngoài ra còn trang bị màn hình màu TFT mới. Màn hình có 3 kiểu hiển thị là Drift, Circuit và Mechanic. Trong đó, Mechanic sẽ hiển thị nhiều thông tin liên quan đến hoạt động của cả xe lẫn người lái. Thêm vào đó là 5 chế độ lái, bao gồm Mode 1, 2, 3, User 1 và User 2. Cuối cùng là hệ thống kiểm soát hệ thống treo điều khiển điện tử O-Link, bao gồm phuộc NEX30 trước và giảm sốc TTX36 sau tiêu chuẩn. Kết luận, hy vọng với đánh giá Honda CBR1000RRSP 2017 kèm với giá bán mới nhất trên đây, những người yêu thích mẫu xe ô tô thể thao này sẽ có thêm nhiều thông tin về sự cải tiến của mẫu xe này và có sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Đánh giá Yamaha R3 2017 về động cơ và giá bán tại thị trường Việt Nam. Yamaha R3 2017 mang trong mình những đặc tính di truyền của phiên bản R với vóc dáng của một siêu mô tô và sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể thiết kế và tư thế, vị trí của người điều khiển. Yamaha R3 2017 nổi bật với cụm đèn pha đôi, thiết kế góc cạnh. Đây cũng là điểm nhấn giúp R3 thêm hút mắt. Ngoài ra, phía trên cụm đèn pha còn được trang bị đèn định vị. Giá xe Yamaha R3 2017 từ 5.000 USD tại Mỹ. Theo kế hoạch, Yamaha EZF R3 2017 sẽ bán đầu tiên tại thị trường Mỹ từ tháng 3 năm 2017 với giá từ 4.000 đến 5.300 USD. Tại thị trường Việt Nam, Yamaha R3 giá 155 triệu đồng, mẫu Sport Bike cạnh tranh với Kawasaki Ninja 300 chính hãng hay Honda CBR300R nhập khẩu tư nhân cũng có giá dưới 200 triệu đồng. Thông tin mới về Yamaha R3 2017, mẫu Sport Bike 321 phân khối phiên bản mới thay áo mới, mang phong cách thiết kế của series R, đặc trưng của Yamaha. EZF R3 2017 là phiên bản nâng cấp màu sơn với 3 màu mới, gồm đen mờ, trắng vivid và xanh tim Yamaha. Ngoài màu sơn mới, Yamaha còn trang bị thêm an toàn với phanh ABS dạng tùy chọn. Thiết kế tổng thể cùng động cơ vẫn giữ nguyên như bản cũ, cỗ máy 2 xi lanh dung tích 321 phân khối, DOHC, làm mát bằng chất lỏng phun xăng điện tử, công suất 41,5 mã lực tại 10.750 vòng một phút, moment xoắn cực đại 29,6 nanomet tại 9.000 vòng một phút, hộp số 6 cấp. Đánh giá Yamaha R3 2017, chiều cao yên R3 mức 780mm, tương đương với mẫu xe ga Yamaha Grand, nên khá phù hợp với vóc dáng người Việt. Bản đồng hồ analog kết hợp điện tử, mẫu Sport Bike có trọng lượng 169kg, khoảng sáng gầm 160mm. Phần đầu Yamaha R3 2017 nổi bật với cụm đèn pha đôi thiết kế góc cạnh, đây cũng là điểm nhấn giúp R3 thêm hút mắt. Ngoài ra, phía trên cụm đèn pha còn được trang bị đèn định vị, hai đèn xi nhan nằm tách rời. Đèn pha là chi tiết hút hồn nhất trên chiếc xe, với hai mắt xếp vuốt chéo về phía sau kết hợp với đèn định vị phía trên. Đi cùng đuôi xe được vuốt cao đầy chắc chắn, với đèn hậu dùng công nghệ LED. Yamaha R3 2017 mang trong mình những đặc tính di truyền của các phiên bản R với dáng vóc của một siêu mô tô và sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể thiết kế và tư thế, vị trí người điều khiển. Đèn xe mặc định luôn sáng, do đó không có công tắc mở bên phải. Tay lái bên trái của R3 có thêm bộ công tắc đèn passing. Bình xăng xe dung tích 14 lít, tay lái clip-on thiết kế khá cao, giúp tư thế ngồi thoải mái hơn. Trang bị an toàn với hệ thống phanh đĩa. Đĩa đơn trước đường kính 298mm, đĩa đơn sau 220mm. Vành nhôm 10 chấu được tối ưu hóa độ cứng và khả năng chịu lực. Vành đúc 17 inch kết hợp với lớp không xăm 110/70 trước và 140/70 sau. Cỡ vành 17 với chiều rộng là 2,5 cho bánh trước và 17 × MT.00 cho bánh sau được lắp lốp 110/70 17 và 140/70/70 tương ứng.
Đuôi Yamaha EZF R3 2017 thiết kế nhỏ gọn, vểnh cao về phía sau mang lại cảm giác thể thao hơn cho xe. Đèn hầu trang bị hệ thống bóng đèn LED, chiếu sáng mạnh mẽ, mang lại phong cách thời trang và tạo thêm nét sắc sảo uyển chuyển cho đuôi xe. Theo công bố nhà sản xuất, R3 tiêu thụ 4 lít trên 100 km. Đánh giá Yamaha R3 2017 về động cơ và khả năng vận hành. Thiết kế tổng thể Yamaha EZF R3 2017 cùng động cơ vẫn giữ nguyên như bản cũ. Cỗ máy 2 xi lanh dung tích 321 phân khối, DOHC làm mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử công suất 41,5 mã lực tại 10.750 vòng 1 phút, moment xoắn cực đại 29,6 nanomet tại 9.000 vòng 1 phút. Hộp số 6 cấp,